quán cà phê Cá Coi. Giới thiệu anh em quán cà phê Cá Coi rất là to, rất là đẹp. Số 1 Bình Dương. Coi Coffee nha anh em. Cá to quá. Úi da, cá đã quá. Rất là đẹp luôn. Anh em ngắm cá thì xuống ở đây nhé. Đớp này, đớp này. Đớp này. Cá đẹp quá. Cuối tuần thư giãn, một địa điểm rất là đẹp. Cá rất là to luôn. Đẹp quá. Những phút thư giãn sau những ngày làm việc vất vả nha anh em. Ừ, nó thân lắm, nó thân thiện lắm. Đưa tay nó ấy này, nè. Nó chẳng có gì đâu. Đẹp ghê luôn ấy. Có những hồ cá lớn rất là đẹp luôn. Review cho anh em xem nhé. Rất là thân thiện, rất là đẹp. Hồ cá dưới lòng đất. Có những con cá rất là to, rất là đẹp nha anh em. Đây là hồ ươm cá con nhé. Hồ ươm cá con. Quán cà phê thư giãn. Có khu vui chơi cho trẻ em luôn nhé. Khu vui chơi cho trẻ em. Con cho cá nè. Úi xa. Nè, đớp nè, đớp nè. Cho chú một miếng. Đớp tay này rất là vui luôn nè. Cho chú miếng nè. Rất là tuyệt vời, cá rất đẹp luôn. Vui chơi cho trẻ em đây. Toàn bộ rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Chủ quán có một cái con mắt nhìn về thẩm mỹ rất là tuyệt vời. Cá rất đẹp. Này, nó tới này, nó tới này. Đây, 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 đây. Rất là tuyệt vời luôn, rất là thân thiện. Thank you.
cho cá ăn. Đấy, lên đớp. Nó đang cho cá ăn. Bé cho anh mấy hạt nào. Bé cho anh mấy hạt. Mấy hạt thả cho cá ăn. Rồi, cảm ơn rồi. Đây, cám cho cá ăn này. Đây rồi, nó lại này. Một không gian thư giãn tuyệt vời nha anh em. Một không gian thư giãn tuyệt vời. Thế anh em ở Bình Dương thì cuối tuần ghé đây chơi nha. Cá rất đẹp. Hả? Ừ, trong kia nhiều lắm mà cá không to bằng ngoài này. Trong kia nhiều nhưng mà cá nhỏ thôi. Đẹp ghê á. Không gian tuyệt vời, thư giãn. Trong kia nó có vô mua cám, mua hộp cám ra cho nó thân thiện lắm, cho thả xuống ấy. Ờ, có hộp cám ấy. Thả xuống nó ăn. Này, đớp tay luôn này. Đẹp, tuyệt vời. Quán cà phê Triệu Đô. Cá to ghê. Được chưa? Cá chép Nhật. Cá koi màu sắc rất đẹp. Con này chắc phải 2 3 kg nhỉ. To nhìn đá ghê. Nó rất là thân thiện luôn các bạn. Rất đẹp, rất thân thiện luôn. 7 chữ số. 7 chữ số cộng với A cái gì đó. Nhưng mà ông quay lại là ông. Hỏi là ông nhớ là cái ông nhớ là ông có bao giờ tìm ra được. Có cám á, có cám nó bù lại á, đẹp lắm. Nó lại cái thẻ ra được. Nó lại cái thẻ còn cộng lại là